À, chào các bạn. Bên bãi về khá là nhiều động cơ hộp số vuông nha. Trục tỷ lệ là 1:10. Cốt phi 14 ra. Quay rất là êm. Không rơ lắc. Điện áp thì khá là cao nha. 60W, 380. Hàng thì còn khá là mới. Ở đây nó có 4 dây ra UV đúp nha. Với một chiếc mát 380 nha các bạn. Ở phía sau có một cái quạt, quạt tản nhiệt. Hàng còn rất là mới. Thì giá rất là tốt nha. Giá tốt. Cách nào cần thì liên hệ nha.